Mụn đậu đen và sờ bã nhờn khiến cho các bạn cực kỳ tự ti. Vậy thì việc trị mụn đậu đen có khó hay không? Rất là đơn giản nha các bạn. Chỉ cần các bạn thực hiện những bước mà bác sĩ Quý nêu sau đây thì tình trạng mụn đậu đen và sờ bã nhờn của bạn sẽ cải thiện rất là đáng kể. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy rằng mụn đậu đen và sờ bã nhờn thường xuất hiện ở những vùng da như là ở mũi nè, ở cằm hoặc là hai bên má, vùng gần với cánh mũi. Vậy thì đây là những vùng da tiết rất là nhiều dầu nhờn. Vậy thì cơ chế thứ nhất của mụn đậu đen đó là do sự tăng tiết quá nhiều dầu nhờn. Vậy cơ chế thứ hai đó là do sự tích tụ của những tế bào chết, cặn trang điểm hoặc là bụi bẩn. Tổng hợp những thành phần này lại, nó tiếp xúc với oxy không khí bên ngoài, nó bị oxy hóa thành màu đen trở thành mụn đậu đen. Vậy thì khi chúng ta trị mụn đậu đen thì chúng ta sẽ đánh thẳng vào hai cơ chế đó. Thứ nhất là chúng ta cần phải làm giảm tiết dầu nhờn. Thứ hai là chúng ta cần phải tẩy tế bào chết, làm cho những cặn trang điểm, những bụi bẩn không tích tụ vào bên trong lỗ chân lông của chúng ta. Bước đầu tiên cũng là bước mà các bạn dễ bỏ quên nhất, đó là chúng ta cần phải lựa chọn loại sữa rửa mặt phù hợp. Các bạn không nên lựa chọn những loại sữa rửa mặt có độ pH quá cao. Đó là những loại sữa rửa mặt mà sau khi các bạn rửa xong, các bạn cảm thấy làn da của bạn sạch hết dầu nhờn, sạch bong kinh kít, như là những loại sữa rửa mặt như là Oxy nè, Biore nè hoặc là Agnes nè. Bởi vì những loại sữa rửa mặt đó sẽ khiến cho làn da chúng ta bị mất cân bằng độ pH. Và các bạn thường thấy rằng sau khi chúng ta rửa xong khoảng 2 tiếng thì làn da của chúng ta sẽ tiết nhiều dầu nhờn hơn. Đó là cơ chế tự bảo vệ của làn da và sẽ khiến cho làn da chúng ta bị mụn nhiều hơn nữa. Vì thế các bạn hãy lựa chọn những loại sữa rửa mặt có độ pH từ 5 cho đến 6 nhé. Và các bạn không nên lựa chọn những loại sữa rửa mặt có tính chất cấp ẩm quá nhiều. Một số loại sữa rửa mặt mà bác sĩ Quý vẫn thường khuyên các bạn sử dụng như là sữa rửa mặt của SVA, thì đây là loại sữa rửa mặt có độ pH khoảng từ 5 cho đến 6 và trong đây còn có thành phần là AHA tẩy tế bào chết khá là dịu nhẹ. Hoặc là các bạn có thể sử dụng loại sữa rửa mặt là CeraVe mà có chai màu xanh dương nha các bạn. Tiếp theo là các bạn cần phải tẩy tế bào chết cho da để làm sạch và thông thoáng lỗ chân lông. Thì bác sĩ Quý vẫn thường khuyên các bạn sử dụng tẩy tế bào chết có chứa thành phần là BHA. Hiện nay có hai loại BHA cực kỳ phổ biến, đó là BHA của Paula Joy và BHA của Obagi. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn loại nào? Nếu như các bạn có một làn da nhạy cảm và vùng da mà bị mụn đậu đen của bạn có xu hướng hơi khô, hoặc là vùng viền hai bên cánh mũi của bạn nó hơi bong tróc, thì các bạn hãy sử dụng BHA của Paula Joy. Còn nếu như các bạn là một người có làn da khỏe và làn da của bạn tiết rất là nhiều dầu nhờn, không có xu hướng bị khô nè, không bị bong chóc, thì các bạn hãy sử dụng BHA của Obagi nhé. Vậy thì cách sử dụng BHA như thế nào? Nếu như các bạn lần đầu tiên sử dụng thì các bạn hãy bôi BHA một lần một tuần xem thử có vấn đề gì hay không. Sau đó các bạn cứ tiếp tục như vậy trong vòng 3 tuần đầu. Nếu như các bạn cảm thấy tôi không bị gì cả, làn da của tôi không bị kích ứng, thì các bạn hãy sử dụng BHA 2 lần một tuần. Và các bạn nên nhớ rằng là chúng ta không nên tẩy tế bào chết quá 2 lần một tuần nhé. Tiếp theo là kem bôi trị mụn đậu đen cũng như là giảm tiết dầu nhờn. Nếu như các bạn có điều kiện kinh tế thì các bạn hãy sử dụng retinol 0,5% đến 1%, chúng ta bôi lên cái vùng mụn đậu đen để vừa làm giảm sợ bã nhờn nè, vừa giảm mụn đậu đen, còn làm trẻ hóa làn da, làm căng bóng da. Còn nếu như các bạn vẫn còn học sinh sinh viên, vẫn còn ngồi trong ghế nhà trường, thì chúng ta có thể sử dụng tip bôi là Cleansit MS. Tip này có giá khoảng là 130 thôi nhé các bạn, và cả hai tip này đều có hàng giả, các bạn hãy cẩn thận khi mua và lựa chọn những nơi uy tín. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái kem bôi này như thế nào? Đối với tuần đầu tiên thì các bạn hãy sử dụng 2 lần một tuần vào những ngày mà các bạn không sử dụng BHA. Nếu như sau tuần đầu tiên các bạn cảm thấy làn da tôi không có bị gì cả, không bị kích ứng, thì các bạn hãy nâng dần lên từ 3 lần một tuần đến 5 lần. Sau đó chúng ta sẽ nâng lên thành sử dụng mỗi ngày, và chúng ta sẽ sử dụng kem này sau khi sử dụng BHA nhé. Và tất cả những cái loại này các bạn đều phải sử dụng vào buổi tối nhé các bạn. Vậy là xong, các bạn có thấy rằng trị mụn đậu đen rất là đơn giản đúng không? Nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like video và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho bác sĩ Quý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.